xúc động đám cưới ván chú rể của cô giáo mầm non với người lính biển. Ngày cưới, người thân và bạn bè vui mừng chúc phúc Na, cô giáo mầm non đẹp người đẹp nét, có một tình yêu đẹp, chung thủy với người lính hải quân đang công tác tại Trường Sa. Nhưng trong ngày cưới, lòng Na như lửa đốt bởi chồng cô, Thượng úy Nguyễn Văn Đức đang lên bên trên biển. Tình cờ qua một thầy giáo, chúng tôi biết được chuyện tình đầy thử thách của cô giáo mầm non Dương Thị Ly Na, sinh năm 1993, với người lính biển Thượng úy Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1993. Ngày 12 tháng 7 cũng là ngày cưới. Không như những cặp đôi khác, ngày cưới Na, cặp đôi chưa kịp chuẩn bị chụp ảnh, lễ thành hôn không cách bánh, không rất rượu, không chén giao môi và cũng chẳng có tiết mục trao nhẫn cưới. Người đến dự đám cưới thương Na, thương chú rể. Khi bạn bè người thân đã về bớt, chúng tôi mới có thể trò chuyện với cô giáo mầm non. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là niềm tin mãnh liệt và tình yêu cô dành cho chồng. Với Na, Trường Sa tuy xa nhưng đang về thật gần. Na bảo có lẽ ông trời đang thử thách đôi trẻ bởi cả hai đã định ngày cưới rất lâu, tất cả đã được sắp xếp. Đức cũng đã xin đơn vị về cho hơn 10 ngày. Trong kế hoạch Đức sẽ có mặt ở nhà để chuẩn bị đám cưới trước 3 ngày. Thế nhưng thời tiết không thuận lợi, tàu vừa rời đi được 2 ngày thì thời tiết xấu buộc phải quay về đảo. Vậy là chuyến tàu chở chú rể từ Trường Sa trở về đất liền xây hạnh phúc ấy lại phải tạm hoãn. Đến ngày 12 tháng 7 mọi thứ chuẩn bị sẵn, chỉ còn chú rể là chưa thể trở về nhà. Nói về tình yêu của mình, Na nói rất ngắn gọn, giữa chúng em chỉ có tình yêu thôi. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Lina cũng nhắc lại nhiều lần câu nói đó. Sau 8 năm hiểu hiểu qua công nghệ, họ thấy mình quá thấu hiểu nhau và quyết định về chung một nhà để xây dựng mái ấm.